Alo, Giang hả? Dạ cơ. Ừ. Bây giờ mưa quá làm sao? Đang ở đây đợi anh rồi nè. Đang ở đây đợi anh hả? Yeah. Ủa, chết cha, mưa ở ngoài nhà thờ Đức Bà lớn quá trời lớn luôn nè. Mưa lớn lắm, mình nhà giàu không Ủa, chơi mà. trời, ok rồi. Nói đùa chứ anh hỏi nè, nói chứ anh đi tới Võ Thị Sáu rồi nè Giang. Anh đi tới Võ Thị Sáu rồi. Mà bây giờ đi đường nào ta, nó quẹo trái hay quẹo phải? Ai ai lái xe? Tài xế. Đây cầu Công Lý mà không biết đối diện Công Thương, trời trời. Cầu Công Lý là à rồi, vậy là đi về hướng kia đúng không? Đối diện Công Thương Còn đó. xém chút xíu nữa ông quẹo qua bên chỗ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi, nghe sao là thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi. Nguyễn Văn Trỗi phải không? Rồi rồi rồi, Nam ok. Kỳ Nghĩa qua cầu Nguyễn Trỗi đó. Rồi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực này đâu có đi đâu không biết đâu. Rồi. Anh à, không lẽ anh biết chùa Vĩnh Nghiêm hả? À biết, chùa thì biết. Đó, chạy tới xíu chùa, tới xíu anh từ quận nhất anh về qua chùa bên tay phải liền, qua chùa là qua cầu đó. Tức là em là nằm hướng chùa hay là hướng hướng kia? Anh từ quận nhất về đó thì sẽ bay đúng không, Đúng rồi, đúng. qua cầu là tới luôn đó, đừng có đi đâu nữa chứ. Qua cầu là nằm bên tay phải luôn. Đúng rồi, mua vàng khè mà. Quán Nhân Khè luôn. Số mấy quên rồi, số 8 hả? Số 8 đường Yes sir, số yes 8 Nguyễn sir, Văn Trỗi. yes sir, Quận mấy? quận Phú Nhuận sir. Rồi, số 8 Nguyễn Được Văn chưa sir? Trỗi và phường mấy? Quên. Anh qua cầu anh bên tay phải luôn anh, em không nhớ phường đâu. Trời ơi, quá chủ quán như vậy làm sao tôi Thì đó, giới thiệu cho khách nè, cho khán giả nè. Trời ơi, trời. thì đó, Rồi vậy cây thôi. cầu Nguyễn Trỗi, Giới cây thiệu cầu cũng Nguyễn có cái Trỗi cục anh biết vàng mà. vàng ngay dưới chân cầu Nguyễn Trỗi đúng không? Đúng rồi. Rồi ngay cầu con Công Lý đúng không? Rồi ok Yes sir, rồi. yes sir, Rồi yes anh sir. tới tới 25 người lận nha. 25 người đúng không? Ừ, trong đó hết Rồi 20 rồi. cô rồi, còn có 5 5 anh thôi. Chết rồi, sống sao nổi Đó, rồi. vậy thôi, thôi bỏ lên đừng nấu gì hết á, lên đây luôn đi rồi cho lẹ nha. Rồi rồi, ok em trai. Gì các bạn thân mến. Mọi người nghe mọi người biết là mình đang chuẩn bị đi đâu. Hôm nay mình sẽ đi review ở một cái quán rất là đặc biệt. Nói đi review thì nói chung là hơi nó cũng hơi là có phải nghiêm trọng chút xíu, thật sự không phải là review mà là tới để thăm một người em. Thực sự là trong các anh em showbiz thì mình đây là một trong những cái bạn mà rất là hiếm hoi, mình rất là quý. Đó, đó là bạn Trường Giang. À, Giang ca, mọi người hay gọi là Giang ca đó. À, thì Trường Giang đã mở thêm một cái quán cơm quê mười khó hai. Hôm bữa có khai trương cách đây đâu hơn tháng nhưng mà là mình không có đến được. À, hôm qua cái mình vô phim trường, chắc quý vị các bạn có thấy rồi, ghé ghé tặng cho Trường Giang ăn thử bánh pía sầu riêng hương dừa. Cái xong rồi anh ăn xong cái anh nói anh quay quán em đi rồi. Xong mình cũng có hẹn là tuần tuần tới này. Cái đụng cái là mới hôm qua mới quay vòng vòng ải vòng ai xong tới đâu 2-3 giờ sáng. Mình sao bạn này bà không nghỉ sao khỏe dữ trời. À, tự nhiên nay điện điện mình kêu qua nơi thôi qua luôn đi, chiều cũng nhật mưa rơi lất phất, qua lai rai em làm cho anh vài món ăn. Rồi thôi thì sẵn đi luôn, cũng giới thiệu với quý vị các bạn luôn mà thì mình biết chắc rằng là những người hâm mộ bạn Trường Giang rất là đông, rất là nhiều người luôn, cho nên là thôi thì xem như là đây là một vinh dự của mình được đến và được quay. Chứ Trường Giang theo nhìn biết là Trường Giang không có thích, cũng không có YouTuber nào mà đến quay được đâu đó nếu mà Trường Giang không cho phép, phải không? Tại vì Trường Giang là một người rất là kín tiếng, bạn ấy không có thích thấy làm showbiz vậy đó, nhưng mà không có Facebook. Mọi người có tin không, Trường Giang là không có Facebook, chỉ có điện thoại, gọi điện thoại cho nên mở loa lên cho bà con nghe chơi để mình lo mình coi cái chỗ nào cái cục vàng vàng đó. Đó, từ từ thấy cục vàng vàng là đúng không, đó cục vàng vàng to đùng. Kéo điện thoại vô chứ nó đi ngay nó giật cái chết tôi luôn cha nội. Trời ơi, ăn bữa ăn hăm mấy triệu hơi hơi đau đớn rồi nha. Hôm bữa ăn ăn tô ăn một cái tô gì đó có 20.000 mà rớt cái điện thoại coi như mất mất 5-6 triệu mấy đi thay mặt kiến rồi đó. Đây quán cơm mười khó đó, cái chiếc Lambretta hôm bữa đi nè, xe của Trường Giang luôn nè, xe trắng này luôn nè. Trời, cái quán thấy chụp hình lên thấy bự lắm mà sao sao mà nhìn nhìn nhỏ quá, sao đủ sức chứa 25 người trời. Rồi chúng ta có thể thấy đèn lồng Hội An rất là nhiều hen. Rồi ok, security
Ủa cái vỏ. Ok. À, chào con. Để quán chú Giang không con? Dạ đúng. Ok, ok. Rồi. Để nắm tay người yêu nữa, đỡ nó người yêu. Ái trời. Á trời ơi. Rồi, chào em. Ồ, dạ mười khó xin chào. Mười khó xin chào chính dễ. Đây là chính dễ. Ôi cái mùi gì thơm vậy con? Làm chả ram đúng không? Rồi mà ừ đây làm chả rom nè, chả rom tôm đất hả con? Đúng bài luôn, chả rom. Chả ram tôm đất, chả ram tôm đất. Kìa quá trời mấy chị bếp giá thằng kia. Ủa toàn đầu bếp lớn tuổi mà. Đây cái quán của Trần Giang trưng bày mọi người thấy dễ thương không? Đó, đứng lùi lùi đây xa xa một chút để nhìn thấy nguyên cái đó, cái vách hay lắm luôn, sáng tạo cái vách ngăn làm thành cái vô đi mấy đứa. Xíu nè, khán giả hỏi quá trời kìa. Nhiều anh hỏi thăm lắm kìa. Đó, hôm nay cho Xíu xuất hiện trở lại nữa đó. Ôi cái mùi gì thơm dã. Chú có đặt cái bàn hay khoảng 20 dạ, người á không? Lên 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 nữa hả con? Dạ. Chú Giang đang ăn đâu con? Ô con quay ngang làm chú đi. Con quay ngang á, quay ngang đi. Không quay cái bàn bằng ngang vậy nè. Hiểu không? Hiểu không? Quay cái bàn ngang để ngồi gần gần chú quay cho nó dễ. Bên kia ha, vậy làm như vậy bên kia. Bên đây. Đúng rồi. Tại vì mới đầu con để bạn bên đây cho chú nhưng mà anh Giang nói là hai mấy người nên con phải xếp bạn. Không, không tới đâu con, khoảng chừng 20 người à. Dạ đúng rồi, vậy phải xếp bạn lại, không có bạn bên đây được. Vậy chú ngồi để coi xíu nha, để con quay. Tới 20 người không ta? Mới đầu là 12, sau đó anh Giang mới đổi lại là 20. Chú nghĩ chắc phải mười mấy á, phải mười mấy người. Ở đây có mấy người rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nói chứ chắc cũng chỉ 15 người á, 15 người rồi sao. Rồi quay lại. Được không con? Thôi 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 mình quay này chắc ăn đi. Đây đây. Rồi để chú phụ vô cho bàn ghế tre không dễ thương vậy. Rồi, ok. Thôi con sắt mà dài dài vậy chú luôn nè. Rồi vậy nè. Kéo kéo vô. Rồi thôi mình bưng mình dọn cái quán mình luôn đi. Vậy đó, thôi đúng rồi. Đó đúng rồi con. Thích, chứ cái bàn nó lớn quá là khó, hơi khó quay chút xíu. Xíu gọi anh Giang vô. Gọi nữa đi. Anh Giang hóa nghe giọng khó thẻ quá. Em quê Đà Nẵng anh ơi. Vậy nó anh đi xuống bếp hả? Dạ, dạ anh đi xuống bếp đúng không? Để ướp lạnh đi, xin cái đã ướp lạnh. Ướp lạnh cái táo mèo đi. Rồi, ok. Rồi. Rồi, thôi được rồi, mình chờ chút xí đi ha. Ôi, cái quán này có tới 2 tầng. Đúng không? 3 tầng vậy hả? Cái tòa nhà từ trên xuống. Một cái cũng không, bên diện tích cũng không có lớn lắm luôn nha. Nó nhỏ nhỏ nhờ mặt tiền, vị trí rất là đắc địa, vừa qua cầu Công Lý thấy cái cột vàng vàng. Đối diện với cái hướng của, à đối diện Ngọc Sương luôn kìa, bên kia là Ngọc Sương kìa đúng không? Đúng rồi, bên kia là Ngọc Sương. Đối diện Ngọc Sương luôn. Quý vị các bạn xác định vị trí, định vị cái quán của 10 khó 2 rất là dễ. Dám ổng chưa tới lắm, làm bộ ở dưới bếp. Nghi lắm. Đó không con? Đúng không? À. Anh Giang mới đi xe trắng tới đúng không? Trời ơi, bài đặt. Bài đặt làm bộ thuốc tôi hả? Sao thuốc tôi được?
ở đây còn trên lầu nữa hả con? Rồi còn cái lầu 3 nữa nè, cũng giống y vậy luôn. À nó có sân vườn nữa. Ủa đến coi luôn ấy, sẵn rồi đi coi. Ủa trên đây có sân vườn luôn nè, chính nó ngồi ngoài sân vườn đã hơn á. Rồi sao không ngồi trên đây, ngồi trên đây thơ mộng quá trời quá đất luôn nè. Ừ hơi nóng. Rồi ngồi trên đây thơ mộng quá à, con ư. Kẹt hết chỗ mới lên đây hả? Ủa ngồi đây à, ngồi đây à, ngồi đây mà anh Giang anh bưng đồ ăn lên anh chạy lên và xuống là anh đứt hơi luôn á. Hay ngồi đây đi. Anh Giang nói sao con nói? Con nói đi. À, anh Giang nói là toilet. Toilet ở dưới cho nên ngồi đây đi toilet khó, nhưng mà ngồi đây nó thơ mộng. Đúng không? Toilet là nằm ở tuốt ở dưới luôn hả? Dưới trệt luôn hả? Ở dưới là lầu nãy hả? Đâu sao đâu, đi xuống chút. Trời, ngồi đây nó êm ả hơn nè, tại trên cao chắc ít người dám lội lên lắm. Ờ vậy hả? Rồi thôi, nói chung mình theo chủ quán đi, mình phá quá. Phá quá mất công rồi, chưa anh Giang la tụi con đúng không? Quán design dễ thương quá, ở dưới là gạch bông nè. Ở trên cái tầng này là tầng 3 là cái tầng giống như áp mái ở ngoài có sân vườn rồi rất là dễ thương luôn. View xô đỉnh luôn. Rồi chỗ này chắc mặt bằng mắt lắm nha. Rồi có gel rửa tay luôn, rửa luôn. Xong xài gel color man trời. Rồi. Thôi đi xuống đi, phá vô đó đủ rồi. Đây khu vực nhân viên. Nghe cái giọng ho là biết anh đã biết rồi đó. Đúng không? Nghe cái giọng ho là biết Trường Giang rồi. Nó anh điền về rồi, anh điền về rồi, anh điền về rồi. Vô xíu. Đi ha. Chưa sao không dám được, tại vì không dám tính hết. Mới tới phải không? Em ở dưới mà bếp. Dạo mới thấy đi xe trắng mới bước xuống đừng sao. Em tới nãy giờ em mới chạy ra đây lấy đồ mà. Vô ngồi vô đây vô. Ha, ngồi đây ha. Rồi đây đây là bé xíu thư ký mới của anh. Biết mà, luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi. Là được mấy tháng nữa. Đây Đà Nẵng luôn. Ừ, sắp nghỉ. Mới 10 ngày sắp nghỉ. Vô. Mày dàn ác dễ sợ. Em ơi. Thôi cho anh ngồi đây nha. Để lấy ánh sáng cho nó. Kê cho hở phía trong để đi với anh thì Bỏ bớt ghế ra. Bao nhiêu người tất cả? Khoảng chừng 20 người trở lại thôi. 20 người. Đủ. Cho mọi người đi toilet đó mà. Cho mọi người hở ra đi toilet đúng rồi. Hiểu không? Xích cái bàn ra chút này con. Á à, vô phá quá. Được luôn á. Chuyện mất em báo 12 người à. Rồi có cái bỏ bớt cái bàn kia ra. Cứ xem quán nhanh quang nha, Giang như quán của mình đi. Đó. Đó, để bên kia cho nó gọn. Rồi. Rồi, xích đu. Mấy đứa đẹp. Mấy đứa đẹp đẹp, em ngồi đi. Nè mấy đứa ngồi vòng đây đi. Chia ra cho nó đeo. Để anh Giang ngồi. Lát Giang ngồi đó. Rồi anh em mình ngồi sang kẻ vô đi. Ủa sao kìa? Không tự làm hả? Vậy phải có một cái món gì á, phải có món signature gì ở đây để người ta biết chứ. Có chứ, uống rượu đúng không? Đúng rồi, có rượu, mang rượu đến rồi, chưa hé lộ món gì luôn hả? Nhớ gỏi gà nha, đừng bỏ, đừng. Riêng món gỏi gà ở quán của Mười Khó là số 1. Chưa ăn thấy cái chỗ nào mà gỏi gà miền Trung mà ngon như quán như chỗ của Trường Giang á. Sure luôn.
xuất sắc. Ngon đỉnh. Nhưng mà là, nhưng là bữa nay ngồi nha, chứ không có chạy nữa. Ngồi chứ. Giờ em phải đem, giống như là em phục vụ bàn này. Đừng giống như giống như bữa nó chạy tới chơi luôn, lên một lần luôn xong ngồi nhậu luôn. Đây đây em chỉ chạy cái bếp đem đồ anh thôi hả? À. Rồi, ok. Đây để mình đào lướt qua thực đơn chút xíu nha. Đó, có rất nhiều món ngon rồi. Ồ, có cá nục nữa nè. À, anh biết mùa này có gì không? Mùa gì? Mưa xuống là có gì nè. Mưa xuống có nước. Nấm mối. À, nấm mối hả? Có luôn. Em làm cho anh mà. À. Xuống có gì, xuống có nước chứ. Có nước thì có gì, có nước thì sẽ có cá. Đó, vậy thôi. Thì cá mà gặp nước. Nói chứ các bạn fan của Trường Giang đừng có vô ném đá tôi nha. Anh em mình hay giỡn chơi vui vậy á. Xong là vô nói hôm nay cũng vô cũng cà khịa Giang ca của tụi tôi nữa, khổ tôi lắm luôn á. Ồ, có cá nục nè, rim, kho rim vô chỗ này ăn cơm ngon lắm. Ở đây không phải là như buổi tối thì có bán món la rai thôi, nhưng mà vẫn là chủ yếu là quán cơm. Hôm nay mình tới đây cho nên là đây có là cá bơ, cá nục hấp 10 khó, cái này ngon lắm nha bà con, chắc chắn xua. Thịt cuốn, thịt luộc, cuốn bánh tráng Đại Lộc. Đại Lộc là ở Đà Nẵng hả? Đà Nẵng, Đại Lộc là ở Quảng Nam. Thịt xíu cuốn bánh tráng Đại Lộc, đây thịt xíu nè, thịt xíu cuốn nè. Ồ, có ai thèm ăn thịt xíu không, giơ tay lên. Thịt xíu ngon lắm. À, thịt xíu trong đây hay thịt xíu đây? Ủa cái mic kia đâu rồi Cương? Đây, để... Bún cá nục là bún cá thu, trời ngon lắm. Anh đây anh. Ơi. Em hỏi cái đồ đó, em lấy cái chung nhỏ cho chị. Đúng rồi, mỗi người một chung thôi. Cảm ơn em. Em lấy 3 chung cho. Rồi. Có gì em ơi, con đủ lấy cái chung đủ á. Có cái chung ở nhà. Rồi gà quê nguyên con luộc chặt xé phay roti ăn kèm cháo cơm gà 675 675 ngàn. Cơm quê miền Trung. À, nói chung là cái gu là đường bạn gia Trường Giang là làm cái quán rất là có gu ha, đơn giản nhẹ nhàng tre nứa gọn gàng và rất là tất cả là màu vàng. Nói đến Quảng Nam Đà Nẵng là dễ thấy nhất là màu vàng. Nếu mình đi Hội An chắc quý vị bạn sẽ thấy là rất nhiều màu vàng. Các cái nhà Hội An, nhà cổ, phố cổ đều rất là nhiều ngôi nhà màu vàng. Rồi đèn lồng Hội An đó, nãy bước vô cửa là chúng ta thấy là đậm chất Quảng Đà. Đây là chi nhánh thứ hai rồi, chi nhánh thứ hai là nằm ở số 8 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận. Đó, ổng còn không nhớ phường luôn, ông nội thì thiệt tình luôn, quan liêu dễ sợ. Quán thứ nhất nằm ở 27 Trần Quốc Thảo, rồi phường 6, quận 3. Ok. Chờ, đang chờ tiếp vào quán thứ 3, không biết ở đâu. Nhiều món dân dã quá nè, rất là thích mấy cái món dân dã này. À, rau tập tàn luôn, cà tím kiểu mùi khó, lòng gà sầm mướp đậu que, giá hẹ sầm tụi. Nói chung nhiều món, mấy món đơn giản, rau rừng luộc, cho tỏi. Cá đúa, cá đuối, nấu canh chua khế. Đó, cái món này là chắc cũng đồng chí này đây. Nói nghe thèm quá. Cá đồng, có cá phèn, kho rim, kho nghệ nữa. Cá chuồn, cá chuồn thì phải theo mùa. Cá dìa, kho dưa, kho ớt xanh. Rồi, để xem
hôm nay là Trường Giang sẽ cho rằng mình ăn cái gì. Cái này là anh ăn là nó không gọi là cái gì nhưng mà nó mệt em lắm. Là nó bổ quá hả? À. Không phải, về dưới quê lấy được 3-4 kg thì còn lại chỉ có ký thôi. À. Phải ngâm rồi phải muối, phải giấm rồi phải trà đất rồi cũng mệt lắm. Ủa nhưng mà cái này là ở quê mình đó hả? Quê mình luôn hay là ở đây? Không, ở Đồng Nai Long Khánh nhiều lắm anh. Mùa mưa nó mới có, nó mọc lên từ ủ mối rồi nấm mối. Ngon lắm á. Trời đẹp quá nè. Bò tơ xào với lại nấm mối. Trời ngon quá, nhìn cái hình đẹp quá, trời đẹp. Ủa yeah. Nước tương đâu con ơi? Menu có, order có rồi thì lấy nước chấm đi. Giống gì vậy? Yeah. Dạ đủ tóc em. Ổn định không? Rồi, hôm nay uống không bao giờ nhức đầu. Ổn định không? Very ổn định. Nữ khoái vô cùng luôn. Này, có nhiều nè. Này của em nè. Cho ớt xanh với tỏi đi con. Bớt nói chuyện liên lại. Phục vụ đại gia tới mình nói chuyện riêng hoài. Ớt xanh với tỏi sống nhanh. Ớt trái á. Siêu vậy. Mới nhắn cho Tam. Nghe hả? Tam đang Hà Nội. Ừ. Thử nha. Thử đi chết đây. Em lấy ăn đi lên. Đây là bò tơ củ chi. Xào với lại nấm mối. À bò tơ củ chi xào trộn với nấm mối. Ừ. Đúng rồi đó, cái ly nửa ly vậy đó xíu. Kẹp miếng bò kẹp miếng nấm kẹp miếng tỏi vô chấm vô cái đó. Đây là coi nghiên cứu cách ăn rồi, ok. Kẹp thêm miếng tỏi nữa. Đâu có đủ gấp đâu. Gấp sao, miếng tỏi gấp sao, lấm được. Ok đây. Chấm vô miếng đó. Chấm nhẹ chấm lúng cát vậy? Không lúng vô ăn mới ngon. Vậy nó mới cay. À. Nó sụt sụt. Bò mềm lắm. Trời ơi trời, đãi đại gia đâu đãi bò dai được. Bò tơ phải không? Bò tơ mà em mua cái loại mềm nhất á. Gọi là tenderloin á. Miếng lõi nữa. Thêm miếng ớt nữa. Bà cháy luôn. Ăn miếng tự nhiên nha. Tự nhiên ăn uống tương tác nên không bấm không. Rồi mấy thánh vô phán rồng rồng nữa cái đầu lắm luôn á. Ăn sơ thử cái sơ, cái này mềm lắm không có dai đâu. Vô anh em. Sao đây toàn lạ lạ không hả? Mọi người thấy kìa. Cũng đi chào anh ấy. Hôm nay mấy đứa kia nó bệnh bệnh. Cái đám mà Phi á. Dập quá mà chịu nổi. Ừ đám Phi nè, nhắn Hiền, nhắn Hân rồi tâm. Rồi con bé gì cũng bé Bình nữa, cuối cùng là đứa nào cũng thấy á. Còn ngon quá. Ngon. Hiếm lắm, nấm mối hiếm ngon lắm. Mình cũng chưa có ăn nấm mối mối rồi review bây giờ luôn. Quan trọng là Trường Giang làm. Cái khẩu vị Trường Giang là hơi bị siêu. Đúng không? Nem ném đây là em phải ấy đúng không? Lá em làm một món mới của quán nữa cho anh ăn. Em tự làm luôn. Đúng không? Lá nữa. Từ từ thôi, không gì đâu gấp. Rồi, cái ăn giường nha, uống ha. Vô. Chờ xíu rồi. Dạ. Giao cho xíu chăm sóc đặc biệt cho anh Giang đi. Vô. À. Cái gì mà rồi nó ngọt liệm mà ấy. Đã. Bảo đảm xuống luôn không chứ đầu. Mai gửi về coi gửi cho anh Giang lo lo Giang nhậu gửi anh Giang vài thùng. Trời ơi. Nước rượu chứ phải nước suối đâu mà trời. Táo mèo Colorman. Nữa hả? Bán hết trơn luôn. Có gì không bán. Giờ còn bán thân nữa nè. Thôi không ai mua đâu. Ông Vũ này có qua không? Ông Vũ tối nay không có khách mà không biết mày ở đâu thôi. Dạ. Dạ. Thôi giờ nhớ mang cầm nước mắm qua biết anh Vũ nha. Khách ở đây luôn hả? Hẹn ở đây luôn hả? Không biết, em đối diện tiếp khách ở đâu. À. Có khi ngồi bên kia, đi kiểu gì. Dạ. Rồi cái này ăn cái gì con? Thấy gà đó, gà của anh đó. Đó.
riêng cái chén muối tiêu chanh thôi nhìn là đã thấy phê rồi. Trời, cái này mà không có tương ớt của mình hơi bị dở luôn á. Nhắn thôi chị Trâm mang được theo đây. Trang trí cái chén muối tiêu chanh không là cũng đủ. Ủa anh đi coi chừng mấy ngày chưa? Chưa. Trời ơi mùa này hay lắm. Chưa, tối nay coi. Không, ý là anh chưa coi trước luôn hả? Không. Giao cho mọi người làm hết luôn hả? Bây giờ thì anh giờ phải đi lo làm bánh bía cho nó rồi. Cái anh khổ không? Mùa này giờ mấy ngày hay. Đổi luận chút xíu vui ha. Đúng chứ, chờ chờ. Ừ. Thôi rồi để em, anh tứ đừng phục vụ em tội em. Thôi để ở đây chứ, để hơi kỳ, để đây đây nè. Con nữa mà phải không con? Cái này con nữa đúng không? Thiếu. Ở đó để chú tôi chú truyền cho. Cho chú hai cái nó đi. Ớt luôn con. Còn cái món này là món tôi ghiền nè. Nè xíu, tự xử đi xíu. Chồng quá. Đừng giả bộ thiệt. Con mà, con mà. Đừng. Chưa lên đủ á. Tại vì không có trộn một lần là một cái khó bự mà trộn. Cứ một lần nữa còn cái trộn riêng vậy đó. Để trộn nhiều mà mình cái vị nó bị không có control được anh. Đói quá, hôm nay đi đám cưới bị bể xô cho nên chưa ăn gì hết. Mọi người thông cảm. Được buồn á. Đám cưới là bể xô là sao? Cô đâu, cô vợ chú rể em tới hả? Đi tìm không ra cái nhà. Trời ơi, tưởng cô vợ chú rể em tới hủy đám cưới chứ. Thành ra là đi luôn một vòng, bây giờ cuối cùng là phong bì còn qua đây nhậu luôn. Thiệt luôn. Ở đời mình có những cái sự cố mình không tin được luôn á. Bỏ vay nha con. Ớt quá ngon. Ăn gà thử đi nè. Nước. Sao lo quá vậy? Không mới mà làm có 10 ngày mà lo quá. Em làm bao nhiêu gần 10 năm thì không lo. Phải, thế nó sợ ngại em á, mắc cỡ nè. Ăn đi rồi lát nữa cái kia lên gấp lại cho anh. Ở đây có xôi ngon lắm. Nó biết ai trả tiền cho nên đưa vô chỗ người đó không, mình thấy không? Ủa không trả tiền hả? Của khách mà. Ủa sao nãy gọi mời? Em mời mấy món quen đặc biệt. Mấy món này anh mua cũng vừa có nữa chứ đừng có tiền bạc ở đây. Lên rừng hả? Hai mấy món rừng xong rồi đưa tôi không rồi xong rồi. Còn lại là bán mấy món khác. Nói đùa ơi. Mình biết tính đường gian mà vui lắm. Nói thôi chứ. Không bao giờ tính tiền bạc chứ. Tiền là cái gì? Đúng. Tình mới là quý. Gái, bớt lo cho chú con. Ừ, lâu lâu lóc lần con lóc hoài chú mệt. Bớt lo chú này đó. Con đừng có rót, để chị kia rót là chú uống à. Ừ. Trời ơi. Đây. Ủa chết nhanh em chấm lộn má. Hồi nãy em đi em nói vợ tối em đi tiếp anh Calamen. Nói ủa vậy hả? Sao anh đó cái diện cũng bán anh ha? Vợ em á, sao anh đó cái diện cũng bán anh ha? Cái gì cũng bán mà đây chưa có mua luôn. Ê nhà em làm nước mắm của anh không á nha. Hả? Ừ. Cái thùng anh cho kỳ trước á, mới vừa hết trong anh cho 4-5 chai vừa rồi đó. Đỡ tốn tiền nước mắm vậy sao? Giờ kìa mình nói là mình ngại chứ. Quê, dạ. Bán này sang nước mắm nè. Mốt xin đặt cái bút ở đây. Mày nói mới bán nước mắm cho Sóc Trăng nhiều mấy đồ hùng hả? Ừ. Ghê hả? Xin anh Giang là đáp nhậu xong rồi phải uống với anh Giang. Xin anh Giang mới cho chứ tỉnh Giang không cho. Nói anh Giang cho một cái góc nhỏ thôi. Xin anh Giang chiếu gửi từ đây. Cộng hưởng thương hiệu. Mà sao anh bán nước mắm mà anh không tặng cho Đại Nghĩa? Đại Nghĩa ăn chay không rồi. Nó chồng nữa. Bữa nói rồi. Không, Đại Nghĩa nói anh làm nước mắm chay đi em ủng hộ. Nó vợ nó trên Nghĩa ăn chay mà. Để em chú em sẽ đúc cái món tiếp theo. Nói chứ một ngày đẹp trời khi mà nước mắm Colorman mà nổi tiếng rồi giàu rồi mình sẽ mời Trường Giang làm đại sứ thương hiệu. Chưa nói, lát nữa dụ. Dạ em cho anh để em cho anh để quầy kệ vô đi. Rồi bữa nào anh có bán được anh đủ tiền rồi anh mời em làm đại sứ thương hiệu. Không được Giang đại sứ thương hiệu nước mắm là số 1 quá, đúng bạn luôn. Gà ngon quá bà con ơi, nói thiệt luôn á. Anh em sao? Đổ bê tông đi, đổ bê tông đi, đổ bê tông đi. Thiếu nữa thì... Có nhắn được chị Trâm không?
Rồi hả? Còn nhắn Thảo, Thảo cũng đi qua cùng á. Nếu được mang chai tương ớt. Cứ chai tương mắm mùi độ qua ăn. Cà ngon. Nhỏ đứt đây, anh chén anh đưa chén anh gấp ra. Ngon. Coi. Ăn đi, chua ngon. Nga đưa đây. Lát nữa lên trả lại cho anh. Em ơi. Khi nào có gà nữa đem lên nữa không? Rồi. Nó gà trộn, gỏi gà để trộn ngon, vừa ăn lắm. Có một Huy đâu? Cho nó ngoài không đi. Cho Huy là ghế lên ngồi đi. Để đứa ngắm đi, kêu bên. Để xe rồi đúng không? Dạ. Gỏi miền Trung là người ta chỉ trộn với hành tây nè, với lại rau răm hết. Không có trộn cái gì thêm hết. Chứ con thử thôi, review đi xíu. Yeah. Tập review đi, muốn làm kênh YouTube nhé. Ăn xong. Luyện, đang luyện, cô ấy đang luyện từ từ. Không thiệt. Không, không đùa đâu. Ai mà không, đa số là món ăn miền Trung là rất là dễ ăn. Mọi người biết tỉnh thức á. Sẽ ghiền luôn á. Thì miền Trung chỉ có là nước đi quanh đó để ăn hàng thôi. Vì một tuần ăn chưa hết. Quý ngồi đi Quý. Dạ. Rồi, chuẩn bị chờ món kế tiếp. Trong khi chờ đợi món kế tiếp, mình ăn tiếp món này. Cái năm mối. Bà con có tin là đây là lần đầu tiên tôi ăn năm mối không? Thiệt sự luôn á. Cái năm mối này mình nghe nói là cái mùa mưa mà mưa phùn, mưa nhẹ nhẹ thì nó mới có. Còn mưa lớn là cũng không có luôn. Và bây giờ nấm mối nó quý, nó hiếm tới cái mức mà rất là khó tìm mua ngoài chợ nha. Phải là phải gửi gắm mới mua được. Nó dai dai, nó sực sực, nhưng mà nó lại có cái vị ngọt ngọt. Ăn nấm mèo rồi, ăn nấm gì? Nấm gì mình hay nấu lẩu là nấm chim dâm, nấm đùi gà, nấm cái nấm gì tròn tròn hết ta? Nấm đông cô à. Ủa này chưa lên, cấp đi, chưa. Cái nấm bối này nó rất là khác biệt. Ủa chưa lên hả? Chưa, còn lâu. Để xuống. Lên lẩu là món cuối con ơi. Mấy đứa này. Lẩu hổ qua thác lát đúng không? Dạ yeah, sir. Đó, cứ nhìn vô đó là ăn đã tỉnh rượu luôn đó. Đúng rồi. Mắt mình bén lắm. Nấm này nhớ biết là thời điểm là rất là đắt luôn, khoảng 1 triệu mấy. Nấm này mà nó chưa không có luôn, nó chưa có nở ra giống vậy nè, gọi là nấm búp. Nấm búp thì nó mới ngon. Khoảng nở tên bằng hương. Đúng rồi. Đây mình làm cái nấm búp. Cái nấm búp mình nhìn thấy hình cái hình thù nó nhìn dễ thương ha. Nè, mọi người đừng nghĩ bậy nha. Nè các cô đừng có nhìn cái nấm bút mà nhìn tưởng dẹp cái tưởng lung tung nha. Dẹp cái nào được không? Nhờ anh định để xuống đó lát để lại thôi. Cái gì? Anh không nấu tôi không tưởng tượng. Anh không nói tụi em cũng tự tưởng tượng. Đó cái bút bự đó. Trời ơi. Ú cái này mới đã nè. Cái mối khổng lồ. Cái gì? Ủa gà là 3 phần được một phần. Đó, đây là những ánh mắt, đây những ánh mắt đầy đầy tượng hình. Đặc biệt không? Nhìn kỹ coi nó giống cái gì? Trời, nhỏ này bị mù màng. Nhỏ này mù màng. Không
mà không biết con sứa hình thù ra sao luôn, nói cái này giống giống con sứa, trời ơi trời. Rồi cái chị áo đen này là sẽ được cộng đồng mạng vô ném đá liên tục. Món hết món gì chú mới làm xong món ấy đem lên luôn vô. Rồi vô. Rồi mấy đứa nay anh Giang bao đó ăn uống thoải mái đi. Quá hay thì cũng qua quay vậy mà sao mà hôm nay là lên 4 giờ em mới ngủ mà, 4 giờ sáng mới ngủ. Thấy mọi người là cái cường độ làm việc kinh khủng. 9:10 là dậy rồi, em đang xây mấy công trình phải ra kiểm tra. Xây gì nữa? Xây cái White House. Đó, đó. Với lại cái lỗ dê. Đó, thấy chưa? Nói tôi là cái gì cũng bán, bên này là cái gì cũng quán nào cũng mở. À, anh em mình đã trót nhúng vô FB rồi phải chịu thôi chứ. Nhưng nhớ nhớ lấy nước mắm caramel nha. Chứ em nên nhớ tay nhau nha. Nhớ đừng mở cơm miền Trung đấu thủ em nha. Không mở cơm miền Trung. Không mở lỗ dê luôn. Rồi không mở White House luôn. Mở Black House kế bên. Bán gì hả? Bên đó bán gì? Điều quan trọng là bên đó bán gì, bên kia bán ngược lại. Em okay. Bán steak với lại red wine á. Dạ. Rồi anh bên kia. Trên rooftop thì có một cái bar nhỏ để chill cocktail. Rồi vậy anh mở cái quán kế bên, anh bán gỏi khô bò. Chà, ngon à. Mình hứng. Khách trước khi vô quán Trường An là vô ăn ba bít steak là phải đưa đĩa đúc dĩa khô bò vô. Là phải ăn steak luôn á. Không nói chứ mình ráng bán nước mắm, nói thiệt luôn, bán nghiêm túc luôn, bán hết năm nay mà năm tới, nên nếu có tiền là mời Trường Giang làm đại sứ thương hiệu đó. Thôi hình anh là chờ mà chịu tao đùng mà em chi nữa. Không, cái đó khác rồi, cái đó thời gian đầu tại vì sao biết chờ mà chịu luôn, chờ đi đâu được nói vậy. Ừ? Đi đâu được nói đâu, Trường Giang đâu có theo dõi nên nó đâu sô sồ đâu. Giao mấy đứa làm sao mà ngoại giao làm sao, để lát anh Giang anh vui anh nói thôi mấy đứa tụi mai tụi đây đem bút tết cho anh nha, để cho anh cái bút nè, để qua đây, để qua đây lên còn cái nữa. Một cơm một nắng nước, trời ơi cũng chưa ăn món này luôn. Sao có được mà ăn anh, là món này tự làm luôn không, món này quê ở vô. Ôi một cơm một nắng nước nè, xuất sắc chưa. Ô ớt ri trắng con ơi. Đắt 100 nó chạy qua nữa, 100 đồng. Đây, ớt riêng đây, đây. Ớt quán làm để chấm với cái này. Này là của em mang theo chứ ở đây không có bán này. Mực bột nắng. Ớt riêng, miền Trung là nổi tiếng ớt riêng nha. Các cái sốt chấm ở miền Trung là phải nói đến ớt riêng là một trong những cái sốt mà xuất sắc nhất. Miền Trung nói chung á, không chỉ là Quảng Nam, Đà Nẵng, không chỉ là Quảng Ngãi mà còn có cả luôn cả Huế. Huế làm ớt rim cũng đúng rồi, hơi bị xuất sắc. Quy Nhơn cũng có. Tôi bắt đầu mê miền Trung rồi đó. Thử. Ủa, ngon quá. Sao không làm đóng ủ bán? Thôi, nhân lực đâu có, tập trung người bán món cơm. Đúng rồi. Đâu ai lo đi làm showbiz đâu. Chết luôn. Ăn mực đi, thử đi, mực bột nắng đó. Ăn tay anh. Mà giữa có cái nang ha, cắn vô cái kéo cái nang nè. Bằng đúng ngón tay cái mình rồi. Đúng rồi. Đây, giữa cái nang cắn cái nè. Để coi ăn đúng không nha. Tốt có ra đúng không? Rồi, dính luôn rồi, nhai họ rất là ồ hay quá bạn, vị hay quá. Việt Nam mình cái gì cũng làm một nắng được hết trơn. Sao nó rớt ra ta? Không rớt ra thì mình nhai luôn cái gì đâu? Không rớt luôn. Đúng rồi, cái này nó mềm mà, một trứng nó nắng mềm mềm mà. Quá. Rượu chấm rượu. Cho cái ly anh hết, ít từ trăm cho ly cũng nó mềm nó chấm hoài vậy. Đúng không? Đó đầy đó, đó thêm nữa. Từ khi mới. Ủa? Làm được 10 ngày hả? 10 ngày. 10 ngày nữa hả? Nhỏ đợt trước 15 ngày chứ mấy hả?
vô xíu. À, đá bỏng anh ly đi em. Do cái tội anh nói bậy á. Mới uống xong rồi còn cô. Cô bớt. Em uống hết đi. Vô, anh em vô đi rồi, mở lại vô nè. Khí thế nè. Rồi, 1, 2, 3, vô. Đó. Ồ, sân là lớn quá. Dạ anh. Dạ em. Áo mình trên chân quá. Nó nổ rồi. Nó đồ áo cặp. Áo cặp này đám, đi đám cưới nhưng bể xô. Áo cặp, áo cặp. Tại mà áo cặp á. Sao mừng ăn được không? Không, này được. Không được. Không ra gì chứ. Vô hết trơn hả? Vô hết trơn. Mấy đứa ăn đi, trời, mấy đứa này đứng ngồi nhìn anh Giang hoài à. Anh Giang cũng như anh thôi, cũng là người thôi chứ có gì đâu đặc biệt đâu mà tụi em cứ dòm anh Giang hoài. Chúng đang đứng trong đầu đó. Trời, nói được chứ hôm nay tranh thủ ghé chiều chủ nhật ghé thăm Trần Giang, cũng tranh thủ giới thiệu với quý vị các bạn. Lát nữa sẽ có một món là sau khi em bưng lên một người ăn xong đó thì em đố một người ai nói đúng thưởng 1 triệu. Nó hay vậy. Ngon lắm. Nó đúng, nó là món gì thưởng 1 triệu. Cái đó mình để tập sau mình giới thiệu cũng giải sau. Rồi, đáp trò chơi đúng không? Đi game đúng không? Rồi, tập này sẽ được khép lại tại đây. Quý vị các bạn nhớ quán cơm cơm quê Mười Phố chi nhánh 2 ngay trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Công Lý, số 8 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Bình Thạnh, ở quận Phú Nhuận. Phá chơi thì thôi. Có nhà có một cái tòa nhà cái cục vàng vàng. Vừa đi qua cầu ngó bên tay phải thấy cái cục vàng vàng, cái đèn lấp lánh là Bình Thạnh nó kêu là miếu ông 10 đó. Miếu ông 10. Nhưng mà ghé đen cơm trưa nha, cơm trưa thực lượng rất là ngon. Thôi buổi tối có bán nữa anh. Anh nói cơm trưa không có giả tưởng bán buổi tối. Buổi tối thì có bán luôn mà có luôn bán lai rai luôn. Đúng không? Có cho lai rai, buổi tối có cho lai rai. Ai muốn uống rượu cơm. Ok, điều khoản. Chào tạm biệt quý vị các bạn nhé. Ngon quá. Lát nữa chuẩn bị chơi game tiếp. Mọi người đón xem tập 2. Xem game là gì.